Chứ cái thẻ tín dụng này không phải là bạn rút tiền ra để bạn mượn, để bạn đồ, để bạn chi xài. Má mượn tiền chi xài là mượn ngu chó luôn á, thiệt nó bực lắm mấy em. Nói cho nó nặng để mấy em nhớ. Bạn đi vô BBT tập bạn khỏi còn trả tiền. Anh làm thẻ. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào mấy em. Bữa nay là video cuối nha, cố gắng ngày quay ba cái. Hôm nay anh sẽ chia sẻ tụi em cái cách mà chúng ta xây dựng cuộc sống đẳng cấp cho tương lai. Cái điều này cực kỳ quan trọng mà hầu như tất cả các bạn biết. Mà để được có một khả năng phản xạ nói tuyệt vời như Duy Nguyễn là phải uống này nè mấy em. Má thiệt luôn á. Mẹ tao nói cái cuộc đời tao mà hai con mẹt á, trong cốp xe con nào cũng có hết. Ra ngoài đường ngoại giao, nhất là mua đất mua cát, chém gió bất động sản, đầu óc không tỉnh không lanh là không làm được mấy em. Nghe nó vậy đó. Bởi vì tao nói là gì? Tào Tháo, ủa lộn xin lỗi mấy em, Gia Cát Lượng dùng ba tấc lưỡi chửi lộn với Đông Ngô, có được trận Xích Bích. Thì Duy Nguyễn cũng phải có cái này mới chém gió được. Còn không á thì nói không có nổi đâu, mệt lắm. Bởi vì gym phục vụ cuộc sống nó là một cái đẳng cấp rất cao. Nó gym là kiếm ra tiền, chứ không phải là gym là chỉ là đơn giản là gọn chuột. Nên mấy ai hiểu được lòng anh đó. Trộn mãi cái muỗng kinh thiệt, lần hai muỗng em. Nói chung cái hàng này cũng rẻ thôi, chẳng qua uống chơi vậy mà. Ăn nhiều đồ ghim vô 70 lần dùng mấy trăm ngàn quỷ nè. Tất cả mọi người phải xài cái này nha. Yes. Chứ không phải là tập tạ không đâu, nghĩ gì mà chết. Cái này nó tăng cho các bạn cái sự tập trung, tỉnh táo, thông minh, lanh lẹ. Thì tôi chỉ hỏi các bạn trong cuộc sống này các bạn cần cái đó hay không. Yes. Tập tôi thì tôi quảng cáo nhiều, có gì thôi. Chứ quảng cáo nhiều quá các bạn mua về uống khôn hơn tôi sao. Rồi hôm nay là Duy sẽ nói về thẻ tín dụng. Các bạn phải xài thẻ tín dụng các bạn mới đẳng cấp. Thẻ tín dụng á, đó này nè. Đây là cái thẻ của Duy 50 triệu quăng trên bàn hoài. Còn ở đây là mấy cái thẻ vài tỷ. Bóp mà không dánh, không có gì hết trơn, chưa có thẻ tín dụng mà. Mấy cái màu đen chứ nó ghê lắm em. Còn mấy cái góc cốc kia quăng không xài, nhiều quá xài đóng hết. Này ha. Thẻ VIP nhất Vietcombank, hạn mức mấy tỷ. Thẻ này không ai ai có đâu. Rồi, thẻ này là thẻ VIP của Eximbank. Còn thẻ này của Techcombank, thẻ này thẻ cốc. Thẻ này 50 triệu thôi. Bao giờ Duy cũng xài có cái thẻ này. Chút Duy sẽ nói. Vậy thì á, cuộc sống hiện đại 4.0 á, thì chúng ta phải xài thẻ. Chứ còn mấy cái quỷ đồ yêu này thì không tiêu rồi. Mấy cái quỷ đồ yêu này, mấy cái này thì nó không cần lắm. Đúng không? Mấy cái này thì tại sao Việt Nam có thôi chứ. Ở nước ngoài, nước phát triển không ai cầm cọc này cả đường mà. Cầm cọc này lúa luôn á. Thiệt á, cọc này đa phần chỉ có mẹ dân neo nó có thôi. Dân neo ta tiền mặt nó có cái này. Chứ còn dân mà dân, ví dụ dân IT, dân bác sĩ mà nó có đâu. Tại vì bây giờ ví dụ như nói bạn phải nổ cho bên Mỹ đi. Bác sĩ nó làm tháng 300 ngàn, ủa lộn, nó làm một năm 300 ngàn, 200 ngàn. Wow. Đúng không? Chuyển khoản cho nhà băng nó thôi. Xong nó xài bằng mấy cái này nè. Nó đi du lịch nó cũng gọn nhẹ tiện. Vậy thì thẻ tín dụng là một cái tất yếu trong một xã hội phát triển. Chúng ta sử dụng thẻ tín dụng để chúng ta nâng cái tầm đẳng cấp. Bạn đi vô BBT tập bạn khỏi còn trả tiền. Bạn làm thẻ thôi. Rồi bạn đi mua hàng, ăn uống gì đó, khách sạn, ngủ nghỉ gì đó, khỏi cần trả tiền. Thế giới là thẻ. Vậy thì cái thẻ này là gì?
cái thẻ tín dụng á là cái thẻ mà cái ngân hàng á nó cho bạn mượn một số tiền để bạn xài, tùy vào đẳng cấp của các bạn mà nó cho mượn bao nhiêu nha. Còn Duy nó cho mượn lần vài tỷ, không cần thế chấp đấy nè, không cần thế chấp. Thẻ tín dụng là thẻ không thế chấp nha. Thẻ tín dụng nó có hai loại, một thẻ debit và một thẻ credit. Rồi cho coi cái debit luôn, mới có đây không cái mẹ rồi đó. Đây thẻ debit cũng là của Vietcombank luôn mà, nhưng mà khác nhau đó. Thẻ này là thẻ credit, thẻ này là Duy mượn tiền Duy xài, còn thẻ này á là thẻ debit, thẻ này là Duy có tiền Duy xài. Nó giống như cái thẻ ATM vậy, không khác gì hết. Ví dụ như trong tài khoản Duy có 30 triệu thì Duy chỉ được quyền xài 30 triệu cho thẻ đó thôi. Còn cái thẻ này trong tài khoản Duy ứ có đồng bạc nào cả, Duy vẫn xài được 2-3 tỷ. Thì ghê chưa? Vậy thì 2-3 tỷ đó đâu ra? Ngân hàng nó cấp dựa trên cái độ, dựa trên cái điểm credit của mình. Cái điểm credit là gì? Là một cái thước đo tín dụng của một người. Bên Mỹ nó có đó bạn, Việt Nam nó cũng khái niệm nó còn hơi mù mờ. Đúng không? Các bạn hiểu như thế nào về thước đo tín dụng của một con người? Cái điểm credit của bạn càng cao chứng tỏ là bạn càng đẳng cấp trong xã hội. Tất nhiên sau nó có một cái chuẩn. Còn bạn nói giờ đẳng cấp tao nông dân, tao nhiều tiền, tao đẳng cấp, đó là cái chuẩn của bạn. Đó là chuẩn của bạn chứ không phải cái chuẩn của xã hội, ok nha. Nên cái tín dụng đó, đối với Việt Nam nó còn xa lạ. Xa lạ lắm đó. Bạn về bạn hỏi cha mẹ các bạn coi có thẻ không. Nope. Thí dụ ngân hàng nó cũng gù á, nó cũng gù các bạn để cho cha mẹ các bạn có thẻ. Nhưng mà cha mẹ các bạn, ôi cần mẹ gì tao xài tiền mặt không à mẹ ơi. Thằng ngân hàng nó khỏi ăn luôn. Nên cái thẻ tín dụng đó là một cái quan hệ song phương win-win. Đôi bên cùng có lợi. Ngân hàng có lợi và người sử dụng có lợi. Vậy thì sử dụng thẻ tín dụng như thế nào cho nó hợp lý và đẳng cấp nhất? Đó là điều nội dung chính của buổi học ngày hôm nay. Thì giới thiệu sơ qua cái thẻ VIP của Techcombank, ủa biết của Vietcombank mà Duy có đây. Thẻ đại bàng màu đen, ủa lộn 7 con rồng chứ. Nó con rồng màu đen. Đại bàng là trong đây nè ba. Nhỏ xíu con đại bàng nè. Thì cái thẻ này á, khi mà Duy đi giao dịch ở trong Vietcombank á, Duy không phải chờ nào cả. Cha con mày xếp hàng chờ nhiêu đông đông, tao không biết, tao vô quầy, tao viết cái phiếu, tao quăng cái kịch ra là phải làm trước. Đây là thẻ nè, Vietcombank Priority, ưu tiên số 1 luôn. Ưu tiên số 1, mà thấy cuộc sống mà nó khác chưa? Cuộc sống mà nó khác chưa? Bạn cầm cái thẻ này, bạn đến bất kỳ cái phòng giao dịch nào của Vietcombank, bạn sẽ được vô phòng riêng. Nhiều khi trong đó có trà gừng uống nữa. Đó là lúc đó là người ta phục vụ các bạn. Cái thẻ này không phải dễ có. Tức là Duy đang giới thiệu cái tính năng của thẻ thôi. Còn cái thẻ này nè, ví dụ cái thẻ 50 triệu này là bình thường nha ba. Còn ba vô ba cũng xếp hàng thôi à, bấm số. Mà thôi Việt Nam mình á, thôi rồi vậy, nói chi, không phải nói, không phải chê chứ. Vô mấy con nhỏ làm ngân hàng nó cùi thấy bà nội luôn. Nó vô nó nhấn cái máy tính nhìn thấy muốn quạo luôn. Mà hả, máy tính ngân hàng á, nó không bằng máy tính của thằng nhân viên của Duy nữa. Nó yếu xìu rồi bạn. Vô nó khó mà hẩm vô luôn, nó liếc cái màn hình coi trời ơi khó, cái màn hình nó chạy giật cái bạch cái bạch cái bạch. Nói ủa sao đầu tư máy tính đây ngân hàng lời 5 cái tỷ đô. Nói chuyện ở trên xem biết. Nói vậy đó. Thua luôn. Ngồi đợi muốn chết. Và cái thẻ này á, nó được liên kết với mấy trăm nhà hàng 5 sao ở Việt Nam và thế giới. Thấy chưa? Bạn cuộc sống bạn có đi ăn đi chơi không? Chắc chắn là có đúng không? Thì bạn đi ăn đi chơi, bạn cầm cái thẻ này, bạn vô đó bạn được giảm giá. Nó liên kết kệ bà đó, nó liên kết chuyện của nó. Còn bạn vô đây bạn trả bằng cái này thì bạn trả full. Thế thôi. Và cái này á, là khi mà Duy đi qua Mỹ á, hay là Duy đi qua châu Âu, đi qua Nhật gì đó, đi tới những cái sân bay trên thế giới á, thì Duy được mời vô cái phòng VIP ngồi chờ. Chứ không có ngồi chờ ở ngoài những cái dãy đa dãy ghế bình thường mà tụi nó giỡn hết la ối sùm từ đất hết, mệt quá. Mà trong cái phòng VIP á, không biết các bạn nào đi chưa, cái phòng VIP nó giống như là bạn mua cái vé mà business thí dụ bình thường cái vé là 2 triệu, bạn mua cái vé đó thành 4 triệu đi,
là bạn sẽ được đi lên máy bay, đi ngõ riêng, đi trước ABC các kiểu như đà điểu gì đó. Còn cái này thì nó cái ưu điểm của cái này thì nó không bằng được cái đó. Tức là bạn vẫn đi vô cái lối chung. Nếu bạn mua vé thường, bạn mua vé economy class thì bạn vẫn đi vô cái lối chung, bạn vẫn làm thủ tục chung hết. Nhưng mà khi mà chờ máy bay á thì bạn được chờ trong phòng VIP. Vô trong đó là bạn muốn vô phòng đó bỏ ra 30 đô nha. Vậy thì trường hợp Duy dẫn gái đi thì sao? Duy phải bỏ ra 30 đô để cho ngồi chung Duy á. Con người à. Vậy thì quay lại cái vấn đề điểm vé đẹp nó tính như thế nào. Điểm vé đẹp đó, nó tính dựa vào cái khả năng chi tiêu của bạn. Tao cóc cần biết mày có bao nhiêu tiền, quan trọng là mày chi tiêu đi. Thí dụ như bây giờ tôi mua vé máy bay Vietnam Airlines ra ngoài Hà Nội thăm bồ. Nếu mà bạn trả tiền mặt, điểm vé địch bằng không, bạn trả bằng thẻ, điểm vé địch bằng cộng được số. Số tiền y chang nhau khác gì đó. Số tiền y chang nhau. Vậy thì tại sao tôi không trả bằng cái này? Đúng không? Bạn trả lời tại sao tôi không trả bằng cái này? Mà tôi trả tiền mặt chi vậy? Mất công ngồi đếm điếc này nó lâu lắc nữa. Mong được mẹ gì hết. Ví dụ giờ đi ăn trong phổ đình, biết phổ đình không? Ăn bò nướng. Năm sắm thì chưa có nha, năm sắm thì chưa có rồi. Ăn trong phổ định đi. Ăn bữa ăn 2 triệu cầm này quẹt. Ăn bữa ăn 2 triệu cầm này quẹt. Wow. Ở đây bài lộn. Sorry mấy em. Ăn 2 triệu đi ăn cầm này, đi ăn cầm này. Thẻ VIP nhất Vietcombank. Hạn mức mấy tỷ á? Quên. Thí dụ như mua kim cương cầm này được. Yes. Là nó mắc. Cái thẻ VIP mà ai chơi cộng 2-3 triệu cho nó mất công, đúng không? Dẫn gái mua kim cương hay là mua cái gì lớn lớn á thì mình cầm này quẹt cho nó có giá trị thương mại. Còn khi mà đi ăn nhà hàng cầm thẻ nhỏ thôi, thẻ 50 triệu có lý do. Tại vì cái thẻ tín dụng á, ngoài cái việc mà chúng ta thanh toán ăn uống giao dịch hàng ngày, mua xăng mua cộ mua này mua kia, thì chúng ta còn phải thanh toán online những cái khoản tiền nào đó. Thí dụ như bạn hôm nay Black Friday, các bạn vô web Amazon mua quần xì tặng bồ. Ví dụ bình thường quần trai âm gì đó, quần hay là gì, hay là Victoria Secret gì đó, nó mắc quá thì bạn sẽ dùng tính năng quẹt thẻ này để bạn trả tiền cho thằng Amazon, đúng chưa? Vậy thì trong trường hợp á, tự nhiên thằng nào nó có cái thẻ của mình, nó đi nó xài nó mua đồ sao, đúng chưa? Đó gọi là hack. Thì bây giờ á, tôi đi ăn mà tôi tự nhiên đưa cho nó thẻ này rồi xong rồi nó hack tôi cái thẻ này rồi tôi chết bạn à. Thẻ này mấy tỷ đó, đúng không? Mấy tỷ nó hack cái rồi tôi bán nhà tôi trả nợ ngân hàng à. Đó, nên bây giờ thẻ này thôi, mày có điếu chó, mày hack tao, hack thế này tao mất 50 tổng tức. Đó là lý do bây giờ Duy cũng hay có thẻ cóc rồi vậy đó. Cái thẻ cóc dùng để mua trên mạng, mua trên internet, mua trên đi ăn đi uống với bồ này nọ đó. Sử dụng cái thẻ cóc này, không sợ. Mày hack tao mất 50 thôi. Mà đó là những cái khoản tiền nhỏ. Những khoản tiền nhỏ thì chúng ta cho vô một cái đệch riêng à. Còn khi mà những khoản tiền lớn, chúng ta để vô một cái đệch riêng. Thí dụ như sau này á, các bạn xài điểm vé địch nó càng cao và tích lũy theo năm tháng thì bạn sẽ được cái điểm vé địch cao, đúng chưa? Điểm vé địch cao ngân hàng nó cho bạn vay tiền không cần tính chấp. Nhiều khi mày mua cái nhà hồi nãy, trong vlog trước mày mua cái nhà mày ứng vô 600 triệu, bây giờ mày không cần 600 triệu nó cho mày vay luôn. Đó, cái đó kêu là vay tín chấp. Vay thế chấp và vay tín chấp. Vay tín chấp nó dựa trên độ uy tín của con người. Đó, cái độ uy tín của con người nó thể hiện qua cái khả năng ăn xài hàng tháng, chứ không phải thể hiện qua bạn có nhiêu tiền, đúng không? Bạn ăn xài càng cao thì điểm bạn càng nhiều, bạn ăn xài càng ít điểm bạn càng ít. Bạn ăn xài bạn trả nợ đúng hạn thì điểm bạn cao, bạn trả nợ quá hạn nó ra bát ra địch, đời nhân đen vẫn chó luôn. Mấy thằng bên Mỹ nó rất sợ bát ra địch. Vậy thì bát ra địch là gì? Bát ra địch đó, tức là mày xài đã đời mà không có tiền trả. Tại vì anh nói mày rồi, cái thẻ này thẻ mượn nợ mà, cái thẻ này mượn mấy tỷ đó. Ví dụ như mấy tỷ vô sòng bài casino á, quất quẹt rút này nọ kia. À chuyện rút thì chuyện khác. Anh tôi có nói sao? Đi ăn xài cho thoải mái, mua vé máy bay này nọ, cho tiền bồ đi mua sắm đồ các kiểu, rồi cuối cùng không trả được, bét ra địch chết. Bét ra địch là nợ xấu. Tại khi nào bét ra địch xuất hiện? Đó. Cái thẻ này tụi em xài bao nhiêu thì xài, tới ngày 25 hàng tháng mới chốt sổ lại. Thí dụ như tháng vừa rồi anh Duy Nguyễn xài 100 triệu. Đó. Thì tới ngày 25 hàng tháng đó,
nó chốt lại là nó báo cho anh Duy biết anh Duy nợ 100 triệu. Rồi sau đó nó cho anh Duy Nguyễn nợ thêm 15 ngày nữa. Nợ thêm 15 ngày nữa nha mấy em. Là tới ngày 5 tháng sau là nó trừ tiền. Nó sẽ trừ tự động hoặc là anh Duy Nguyễn có thể vô hệ thống nó mà trả. Thì trong trường hợp anh Duy Nguyễn trả đúng ngày cho nó thì điểm tín dụng anh Duy Nguyễn mày rất là ok, người uy tín, mượn nợ mượn được trả được. Còn trong trường hợp á, mà để nợ quá lâu mà không có tiền trả, xúc mày. Ngân hàng nó sẵn sàng, nó rủi ro, nó mất nợ luôn á. Đúng không? Ngân hàng nó sẵn sàng, tại cái này là không có gì thế chấp cả. Có cái này là tính chấp. Nó thấy uy tín anh Duy Nguyễn ok thì nó cho anh Duy mượn tiền. Nhưng mà trong trường hợp anh Duy Nguyễn giật nợ nó là nó chuyển hồ sơ Duy Nguyễn qua bắt ra địch, điểm tín dụng thấp. Điểm tín dụng thấp á là anh Duy Nguyễn mày chỉ chơi với chó thôi, chứ không có thằng ngân hàng nào chơi với Duy Nguyễn hết. Từ lúc đó là cái thẻ ngân hàng khác không tỏ luôn. Bất kỳ một cái nguồn tiền nào vô tài khoản nào á là chụp bụp lên cốc không biết gì cả. Đó, điểm tín dụng xấu lần vậy đó, và sau này không bao giờ được mượn cái gì luôn. Nó khổ vậy đó. Nên xài thẻ tín dụng thì chúng ta phải xài cho đúng cách. Đừng bao giờ để ra mắt ra địch. Mà đừng bao giờ mà đi rút tiền nha. Đừng bao giờ đi rút tiền. Yes. Tại cái thẻ tín dụng mục đích là mình chi xài, chứ không phải mục đích là mình đi mượn nợ nữa. Khi mà các bạn cầm cái thẻ này vô máy ATM, bạn nhập mã pin vô, bạn rút tiền ra là bạn đang mượn nợ đó. Lãi suất rất cao, 30% một năm. Oh my god. Mà khi mà thẻ tín dụng của em bị nợ quá hạn, nó vẫn 30% một năm. Nên các em xài thẻ tín dụng là bắt buộc, sứ mệnh là phải có được cái thẻ này. Nhưng mà chúng ta xài đúng cách là chúng ta biết được nó cho chúng ta vay trong vòng 45 ngày không lãi, thì tụi em phải làm sao làm trả trong vòng 45 ngày. Đừng bao giờ để qua ngày thứ 46 nó phát sinh lãi. Mà phát sinh lãi tụi em trả được thì không sao, mà phát sinh lãi mà tụi em trả không được, nó báo hoài mà không, mà trong tài khoản không có tiền cho nó trừ, là tụi em chết. Nên chúng ta phải hiểu đúng về thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng nó mang lại chúng ta một cái tiện lợi trong cuộc sống, nó nâng cấp cuộc sống chúng ta, nó làm cho cuộc sống chúng ta thoải mái hơn, chúng ta được, chúng ta không sợ bị cướp giật này nọ này nọ kia đó. Vậy thì làm sao để có thẻ tín dụng? Dễ lắm em, ra ngân hàng yêu cầu phát thẻ tín dụng cho tao thì nó sẽ phát thẻ tín dụng cho bạn, nhưng mà cái hạn mức bao nhiêu thì nó quyết nha. Thông thường á thì các bạn mới thì nó sẽ phát cho bạn 3 tháng lương, mới thì nó phát cho bạn 3 tháng lương. Còn khi bạn chứng tỏ được cái độ uy tín của bạn, bạn trả lãi ok, bạn xài ok này nọ kia, bạn có thẻ mà phải quẹt nha bạn, bạn có thẻ mà để không là không có men nha. Mày nhắc mới nhớ thẻ này tháng này mới quẹt có gần 1 tỷ. Tháng trước, tháng này chưa quẹt thằng nào nè. Bây giờ tháng này phải kiếm gì xài mới được. Khổ. Tháng này phải kiếm gì xài. Bởi vì nhiều khi á, nói thật với bạn, như ông không có mục đích xài á, xong rồi chạy xuống dưới máy bot ở dưới của tôi quẹt của tôi luôn. Má tự nhiên lỗ 2 tỷ á, nhớ không? 2 tỷ. Ủa lộn, 2 triệu. Thanh niên làm màu và cái kết. Quẹt 200 triệu và nhận lại 198 triệu. Chỉ một phút làm màu mất 2 triệu cho ngân hàng. 2 triệu. Không phải chơi ngu đó. Than vậy thôi, nhưng mà mình lấy cái điểm credit, hiểu không? Anh Duy lấy điểm credit đó. Anh Duy lỗ tiền nhưng mà Duy có điểm credit. Trời ơi, đúng là nó trừ phí rồi, ác thiệt chứ bà con. Trừ cái gì vậy ba? Nè, sử dụng nè coi. Nè, 200 ngàn tiền phí luôn. Ủa kỳ vậy? Ủa làm sao? Nó tóm lại là hạn mức còn lại 200, mà của mình là 200, và phí 800 ngàn hả? Hiểu không? Anh Duy lấy điểm ra được đó. Hả? Nên nó sẽ quay lại, nó cấp cho bạn 3 tháng. Bạn xài thẻ đó vòng 3-4 tháng đi. Rồi xong rồi nó thấy ok, nâng hạn mức lên 6 tháng. Mà tụi bay mượn mẹ gì xài 6 tháng như vậy? Hỏi thiệt luôn á. Đúng không các bạn? Nguyên tắc 3 tháng là thấy mẹ rồi, đúng không? Bạn kiếm 1 tháng 15 triệu, nó cho bạn mượn 3 tháng là thấy nhiều rồi đó. Nó cho bạn mượn càng nhiều bạn càng chết, mới giỡn đâu, nhưng ngân hàng nó có bài gài. Giờ tôi nói bài gài vô ngân hàng nè, hơi nói xấu chút xíu ngân hàng thông cảm nha. Thông cảm đi ngân hàng. No, God, please, no, no, no. Tôi hợp tác với mấy người thiệt, mà tấm tôi khách quan nha. Nói có mặt này phải có mặt kia.
điểm tắt hại thân ứng dụng nè, nó bẫy nợ, mấy Việt kiều bị hoài à, Việt Nam mình ít Việt kiều chết phải cái này hoài à, cãi cãi cho hay chết. Bây giờ Việt kiều cậu neo cái gì biết không, cậu neo thì tháng thì cho là 4.000 đi, tháng 4.000 tiền mặt 2.000, tiền vô thẻ 2.000, nhà ngân hàng nó chỉ biết cậu neo có 2.000 thôi, vậy đó bạn, cái nào vô thẻ nó mới biết, còn nào mà tiền mặt cậy mày, là đối với ngân hàng á thì neo á là thu nhập tháng 2.000, thì cái thẻ tín dụng của neo chắc nói chung cũng thảm lắm mọi người, thực tế có thằng có thẻ tín dụng có 500, 300 cũng có nữa, $300 đô đó bà, 300 đô là khoảng 6-7 triệu, 500 mà cho là 11-12 triệu đi, dân Mỹ nha, thẻ tín dụng thằng nào cũng có, nhưng mà bèo lắm, ít khi nào có tiền, trừ khi nào mà dân Mỹ mà dân cao cấp như Mỹ trắng á, mà nó làm bác sĩ kỹ sư thẻ nó mới cao, chứ dân business nó làm thẻ mới cao, chứ còn dân mà dân làm lao động chân tay, sơn chân tay nước bột biết rồi làm công nhân đó, thẻ tóc tè, mà nó có nhiều thẻ nha, nó ví dụ có 70 thẻ đi, bằng thẻ chừng 300 mới được 3.000 rồi, cái ông vô sòng bài quýnh bài thua hồi quạo tím mặt luôn, còn cái dân gì chịu quýnh bài kinh khủng này nè, ví dụ giờ tôi nói mà nghe, nó gái mà quýnh bài vậy nè, nó đem tiền mặt theo, tiền mặt nó đem chừng 1.000 đô 2.000 đô quýnh nướng sạch không còn đồng bạc nữa hết, xong rồi trong tài khoản nó còn 2.000 đô nó ra nó rút luôn, nó nướng sạch luôn, xong rồi nó còn cái cuối cùng là còn thẻ tín dụng này. Còn thẻ tín dụng nè, bảy nợ chứ, cầm thẻ tín dụng thọt vô, thẻ tín dụng hạn mức, có thể hạn mức bao nhiêu không biết, nhưng mà rút tối đa đó, rút tối đa được 1.500, rút tối đa nha, đa phần là vậy, có thể là thông tin có ngân hàng khác nó sẽ rút nhiều hơn, nhưng mà nó rút được 1.500 là thấy mẹ rồi, rút 1.500 là gì, là nó đang vay ngân hàng tiếp 1.500 đó, hành động mà cầm thẻ tín dụng vô sòng bạc rút 1.500 là bạn đang vay ngân hàng 1.500, mà bạn vay ngân hàng 1.500 đó thì tới tháng sau bạn phải trả cho nó 1.500, rồi thằng neo ơi chết ngắt, tiền đâu trả, không bao giờ có tiền trả đâu, nó đi mượn người khác, mà thằng bạn nó ngu cho nó mượn, ủa mới cho nó mượn chết thôi nó à, tại vì sao, tại vì đó nó em bây giờ mình đi cạo neo đi thì một tháng á bao nhiêu chi phí của mày ở đâu ra dư 1.500 trả, cứ cho là dư 1.500 đi, nhưng mà đâu mà đâu phải là mà dùng 1.500 mà trả được, còn phải cái này cái kia, mà đi mượn bạn bè nó không có được gửi, bây giờ ví dụ nó không trả được 1.500 đi là nó bị gại rồi, 1.500 đó âm vô, 1.500 đó dính vô nợ không trả được đúng không, phát sinh ra lãi 30% năm, nó giảm số tiền 1.500 đó, nó ăn tiền lãi, mà tiền lãi không trả được nó qua điểm bắt nó địch, mấy thằng Mỹ nó sợ bắt nó địch lắm, Việt Nam mình chưa ngán đâu, anh nói thiệt Việt Nam mình chưa ngán bắt nó địch, nó còn chưa biết bắt nó địch là gì mà cái gì nó ngán, nhưng mà dân Mỹ nó ngán bắt nó địch lắm, tại dân Mỹ nó sống phụ thuộc vào ngân hàng, nó bắt nó địch cái là kéo nhà kéo xe kéo thế mẹ luôn, cái gì nó cũng dính vô ngân hàng mà đúng không, từ cái nhà cái xe cho con đi học là nó bill biết là ngân hàng hết, giờ bắt nó địch nó chết, ngân hàng nó không cho mượn nữa, đời đen như mắm chó luôn nó, còn bởi vậy á, khi mà rút cái thẻ ra mà không có tiền trả này nọ, đang nói bên Mỹ nha, thì bắt buộc nó mượn đầu này nó mượn đầu kia, làm gì biết phải có tiền đóng lãi. Cái lãi đâu có thấp đâu ba, cái lãi 30% năm đó, bạn nghĩ cái bên Mỹ gửi tiền vô ngân hàng lãi suất 0%, gửi đầu tư thì chắc lãi được 2%, bây giờ ngân hàng nó ăn lãi 30%, nó ăn cạp vô khúc xì mỡ luôn, nó chết nhiều lắm em, anh nói thiệt á, bên Mỹ nó bị bẫy nợ kinh khủng vụ này luôn, bẫy nợ chết, nên bạn đừng bao giờ để rơi vào bẫy nợ tín dụng. Bây giờ muốn bẫy nợ tín dụng hay không á, muốn bị biết bị không á, thì bạn cứ quản lý tài chính của bạn cho nó tốt, một tháng bạn làm 15 triệu thì bạn chỉ sử dụng trong số tiền đó thôi. Yes. Còn cái thẻ tín dụng này là cái phương tiện để cho bạn nâng tầm cuộc sống, để cho bạn cuộc sống bằng đẳng cấp hơn, VIP hơn này nọ kia. Chứ cái thẻ tín dụng này không phải là bạn rút tiền ra để bạn mượn, để bạn đồ, để bạn chi xài. Má mượn tiền chi xài là mượn ngu chó luôn á, thiệt nó bực lắm mấy em. Nói cho nó nặng để mấy em nhớ, đừng bao giờ mượn tiền chi xài. Thằng ngân hàng, thằng siêu gài có thể nó không phát hành thẻ tín dụng, nhưng mà nói rồi, thôi giờ có một cái quỹ chi tiêu này đạt thiếu tiền không, ngân hàng cho mượn nè, mày mượn cái mày chết bà mày luôn, mượn chi xài là lãi suất rất cao mà khả năng trả rất thấp, nó sẽ dính vô bẫy nợ. Vậy thì qua cái video này á, tụi em biết được là thẻ tín dụng là gì, điểm credit là gì, cái điểm credit nó càng cao sau này tụi em mượn nợ ngân hàng nó càng dễ và lãi suất nó càng thấp.
tụi em chưa thấy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ á, tụi em muốn mượn hàng trăm triệu để làm chuyện gì đó, sao nó cho mượn? Nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái credit của mày chứ dựa vào gì? Đó. Còn ví dụ như tụi em không có credit, tụi em phải chứng minh bằng tài sản này nọ các kiểu, nhưng mà cái đó hình thức nó không an tâm. Tại vì cái trong cái quy luật về tài chánh á, cái điều quan trọng nhất á là mày mượn để làm gì và mày trả nợ như thế nào. Chứ không bao giờ nó nghĩ rằng ừ thôi đạt giờ trên đăng dưới giá đó có nhà thôi, mày mượn đi mày trả nợ rồi tao siết cái nhà mày. Không bao giờ ngân hàng nó nghĩ vậy đâu ba. Không bao giờ. Tao mới siết cái nhà mày khi tao lỗ chết mẹ tao. Đó. Tao chỉ cần cho mày mượn tiền để hàng tháng mày trả tiền cho tao, cái đó là tao vui nhất rồi. Thôi nó tóm lại, tụi em làm thêm dụng chơi đi. Làm chơi để nâng tầm cuộc sống chứ giờ tụi em lúa quá. Ra đường tối ngày mang cái bóp vậy cộm làm khỉ gì. Chỉ có dân dân đi thấp nó mới làm vậy thôi, nó thiệt luôn á. Em thấy không, anh ra đường đơn giản không mẹ đâu. Tiền thì cũng nhiêu hết á, nó mang vô đây rồi đủ giá xe rồi nè, thấy không? Đó, tao thiệt tài sản tao đi ra đường tao nhiêu đây mày nhìn đi. Nó như đó thôi. Nó ra đường rồi, vậy thôi. Nó hết rồi đó, có nhiều show up tụi em hết luôn đó. Này đi sạn. Cuộc sống tao đơn giản. Cuộc sống anh nó 4.0 lắm nha. Nên nó thật sự á, đẳng cấp cuộc sống là chúng ta phải xây dựng. Để môi trường nào chúng ta sống được, ở đất quốc gia nào, đất nước nào ta sống được. Đi qua châu Âu vô tư, đi qua bên Nhật á vô tư, mua cái áo bao nhiêu 100 mấy chục ngàn yên gì đó, giờ chưa mặc nữa, trả bằng thẻ không đó ba. Đi ăn đúng không, trả bằng thẻ. À quên, đi ăn á là tụi em á, tại sao anh đi ăn mà anh xài hai thẻ? Thẻ này của anh theo bếp, thẻ cùi. Thì anh dùng cái thẻ cùi á, anh đang ăn với bồ ngồi chéo chân vậy, đúng không? Xong rồi cái nhỏ bồi nhỏ gì đó nó tới nó thu tiền, anh đập số tiền xong anh kiểm tra bill cho bồ nhìn thôi chứ có cộng mẹ gì đâu, đúng không? Xong rồi kẹp vô nè, trả là nó biết, cầm cái thẻ đi nó quẹt. Cái hành vi của anh cũng hơi ẩu á, nhưng mà tại vì cái đẳng cấp của anh á thì anh phải làm như vậy. Chứ anh không thể nào kêu em cầm cái máy ra đây quẹt cho anh ngồi coi tại chỗ đi. Thì con nhỏ đó nó phải phục vụ anh thôi. Nhưng mà con bồ nó nhìn nó đánh giá. Tại vì bây giờ con nhỏ đó đó, nó vô nó cầm cái thẻ của anh vậy nè, nó vô trong đó rồi tao ngồi tao rờ tay rờ đuôi con bồ tao qua đây. Trong đó nó chụp bạch bạch má tối lên Amazon nó mua hàng chết tao đó. Cái đó là nguy hiểm lắm em. Thà mày cầm cái máy tao đi, mày đút cái kịch vô mày đút ra, ok. Tao thấy mày làm cái hành vi đó, mày không chụp hình có thể là vậy, đúng không? Chứ bây giờ nó mua hàng, thấy mụ nội luôn. Ừ, ổng vô cái hack đúng không? Biết mày tên là Duy Nguyễn, vô tạo account mới vô. Account tên Duy Nguyễn, địa chỉ email, địa chỉ của nó xì xí đú, amoc.gmail.com gì đó. Xong rồi cái nhập thông tin tao vô, đủ hack đúng thông tin luôn. Nhà ở đâu, đường đâu này, nó kia các kiểu, đủ quất phát một. Tự nhiên tao bay mẹ nó 50 triệu luôn. Nó hack lại, tao dùng nó hack vậy đó, đúng không? Rồi xong rồi biết rồi đi kiện nó hả? Kiện nó rồi nó chỉ là nhân viên cốc thôi, nó nghỉ mẹ rồi. Nó ăn 50 triệu của tao, mày nghĩ là nó còn làm nhà hàng đó không? Đúng không em? Nó nên anh đi á, anh không bao giờ anh quẹt thẻ tín dụng ở những chỗ cua bắp. Anh nói thật, chỗ đó không xứng đẳng cấp để anh ghé. Anh không nói ra nhưng mà trong đầu anh nghĩ. Đúng không em? Còn ví dụ như mà đưa thẻ này là kể như mày ngu rồi. Đưa thẻ này thôi. Đó, để mình có mình, anh làm cái việc đó là anh, thứ nhất bảo vệ an toàn cho anh, và thứ hai anh lấy điểm như bồ anh. Chứ anh không thể nào trong mắt con bồ anh mà anh nói thờ Duy Nguyễn thằng sợ bị hack, thằng sợ tốn tiền này nọ kia các kiểu. Mà cái hành vi cầm tiền sọt rồi nè, cầm cái thứ này ra mà trả trước mặt bồ á, nó cũng hơi bị kém văn minh chút, nó hơi kém. Đối với mấy nhỏ gái đang chơi thì mình quăng tiền cho mặt nó được, nhưng mà còn đối với gái mà gái đẳng cấp VIP đồ, nó sống cuộc sống văn minh hiện đại, mình cầm này ra nó chê mình ngu, nó chê mình lúa chắc luôn, đúng không? Tại vì cái ví dụ như nhỏ đó đi học bên Mỹ về đi, mình thấy đẹp quá thì mà vô bên học bên Mỹ chắc không dễ gạ đó, thì mình gạ sao cho nó phải thấy được cái đẳng cấp của mình, đúng không? Mình ở Việt Nam nhưng mà mình sống rất là chất, rất là VIP. Chứ còn bây giờ cầm tiền mặt ra xè nó, ủa cái thằng đừng rú cái văn minh, giờ còn cầm tiền mặt múa với bà. Cuộc sống nó là sao không em? Nên anh chia sẻ cho em cái an toàn sử dụng thẻ tín dụng, đừng có được đưa như vậy nha.
Thứ nhất nè, ba cái số đằng sau là cái số mà nó trả bằng online. Ba cái số đằng sau nó trả bằng online. Còn anh chỉ cho tụi em một chiêu nữa. Đẳng cấp hơn. Tụi em mua hàng á, tụi em mua những cái trang mà nó thanh toán bằng PayPal. Đó. Thì cái PayPal nó liên kết với cái thẻ này. Cái đó an toàn hơn. Còn tụi em nhập thông tin thẻ tín dụng lên. Thằng web chó nó hack cũng được. Ví dụ web bình thường á thì nó ok. Còn thằng web chó nó lấy thông tin của mình ra, xong rồi nó lưu tới một cái hệ thống database, xong rồi nó xài luôn. Chết. Chết. Thanh toán thẻ tín dụng ga là chết. Nên tóm lại, giờ nếu mà giàu làm cái thẻ 50 triệu giống anh đi thiếu của hồn. Nó hack không sao. Có không hạn mức nó 10 triệu thôi, kêu ngân hàng xét cho em hạn mức 10 triệu thôi. Hack không sao. Có một chơi thoải mái, về có lấy tiền trả là ok. Điểm tín dụng nó vẫn lên vèo vèo. Thì cái video về thẻ tín dụng này nó rộng lớn lắm em. Thì anh sẽ cố gắng lắng nghe tụi em comment bên dưới, để coi tụi em đang thắc mắc cái gì. Thì tụi anh sẽ gom lại hết tất cả, anh làm trong một video về thẻ tín dụng tiếp theo. Và trong video tiếp theo anh sẽ nói về cách trả thẻ tín dụng. Cái cách trả nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một sống tiện nghi đẳng cấp VIP, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ là gì? Cuộc sống số 4.0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.